the mechanism of the coronary lesions, especially on the perspective of blood flow and water hammer shock, presented by Professor Thach Nguyen from Indianapolis, United States. Please. Thank you very much and good morning. Đầu tiên hết thì tôi xin cảm ơn ban tổ chức và giáo sư Huỳnh Văn Minh, giáo sư Đặng Văn Phước và giáo sư phó giáo sư Hoàng Anh Tiến đã mời nói chuyện hôm nay. Cái buổi hôm nay thì nó cũng rất là đặc biệt, là tại vì tôi có một câu hỏi về một cái bệnh nhân đó 12, 11 năm nay rồi mà vẫn chưa câu trả lời đến hôm nay, thì vì phải giải quyết, phải sửa cái bài này thì tôi đã tìm ra câu trả lời, và cái đó là một điều rất là thích thú để tôi sẽ giải thích trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là rất là đặc biệt cái buổi họp kỳ này là các diễn giả đều rất đúng giờ và rất là ngắn gọn. Là tại vì trong khi làm tim mạch can thiệp, khi mà làm interventional cardiology thì mình phải sửa soạn như thế nào mà mỗi cái step nó phải là one step và cái kết quả mình sẽ achieve at the first try. Chứ nếu mà mình cứ làm lui làm tới là nó hư sự hết. Thành ra vì vậy mà các cái rất là đặc điểm của cái các diễn giả ở châu Á và lần đầu tiên tôi thấy ở Việt Nam là đều nói rất là ngắn gọn và rất là hay. Đó là điểm thứ hai. Và điểm thứ ba đó là tôi rất là thích là bác sĩ Hoàng Nam, Phan Nam Hùng đã nói trước tôi, là tại vì trong cái bài của tôi có cách thách thức một câu, đó là bác sĩ tim mạch can thiệp giỏi hơn bác sĩ tim mạch lâm sàng hay là bác sĩ tim mạch lâm sàng làm giỏi hơn, thì sẽ xin chờ câu trả lời. Và câu thứ bốn, đó là vấn đề thứ tư, đó là giáo sư Nguyễn Cửu Lợi có nhắc tới vấn đề là NCDR. Thì NCDR đã registry là đã cách đây khoảng 4-5 năm đã được đưa vào Việt Nam, nhưng mà không có, còn vì những lý do về hành chính và tài chính thì nó chưa có được khai triển. Thì cái này tôi sẽ làm lại. Và cái điểm thứ 4 cuối cùng đó là cái ông bác sĩ Đông Minh Hồ đó, ông ta báo cáo cái bài đó. Ông bác sĩ Đông Minh Hồ rất là quan trọng trong cái vấn đề là vì ông ta làm research thực sự đó. Thí dụ bây giờ muốn có một cái stand đó, bên Mỹ muốn làm một cái công ty đó, họ muốn đưa một cái stand ra thị trường, thì họ phải đưa vô cái phòng lab phần trước, làm trên mấy con chó hay là con heo đó. Thì là ông Đông Minh Hồ làm đó. Thì cái Watchman cũng vậy. Khi mà làm cái prototype đi qua là bắt đầu đi từ cái ông Đông Minh Hồ được đi lên để thay đổi. Thì nên vì vậy, thí dụ như bên Việt Nam mình muốn làm một cái device mới, thì là ông ta sẽ chỉ cho cách là phải đi như thế nào và làm thế nào để đưa đến cái bên FDA bên Mỹ, thì người ta phải giải đòi những câu hỏi gì. Đó là thật ra là vậy. Tôi có 4 cái đầu tiên để mà nói tới. Nhất là tôi xin cảm ơn. Đây là trong kỳ này tôi sẽ đưa ra 2 cái lý thuyết thôi. Đó là cái hình số 1. Thì cái hình này đó là cái bệnh nhân họ có một cái lesion, một cái neotendon, cái hẹp ở cái nhấn PDA. Thì câu hỏi của tôi là tại sao nó lại nằm ở nhấn PDA? Cái điểm thứ hai là cái bệnh nhân này cách đây 11 năm tôi làm cái angioplasty của LAD. Thì cái LAD nó là acute lesion và complete lesion. Thì mình mở xong rồi thì không sao hết. Nhưng mà cái bên phải này nó có cái lesion, nó có chấn thương ở đây. Nên là cái tendon vòng hẹp ở đây. Thì câu hỏi là tại sao nó lại hẹp ở đây? Nó lại không hẹp ở cái góc của cái, nó không hẹp ở cái chỗ cái nhánh gần của cái side branch. Và cái điểm thứ hai là cái đặc điểm là cái bệnh nhân số 1 đó rất là đau ngực. Đó là một cô gái khoảng độ 30 mấy tuổi đó. Thì cái bệnh nhân ở Indiana thì nó có đặc điểm họ rất là chân thực. Có đau là nói đau, không đau là nói không có đau. Chứ không có cầu kỳ gì hết. Cái ông bệnh nhân này cũng năm nay là 90 rồi. Mà cái lesion nằm ở đây 11 năm mà tôi vẫn không hiểu là tại sao vẫn không đau. Mà mình là muốn làm test cho ông á, mà không dám, là tại vì nếu mà bệnh nhân mà không đau thì làm sao mà làm test được. Tại vì làm test, làm angiogram thì cái dấu hiệu nó xảy ra như vậy thì là phải đặt cái stent rồi. Nếu bệnh nhân không có một triệu chứng gì, làm sao mà đặt stent. Cái tình trạng tôi cứ thắc mắc hoài. Đến hôm nay thì nhờ cái buổi họp này mà tôi nghiên cứu lưu tới
thì tôi mới tìm được cái kết quả. Thế thì bây giờ vô câu số 1. Đây là một cái lesion narrowing, một cái chỗ hẹp ở một cái nhánh phụ. Thế thì cái cách làm việc của tôi là nhìn về cái gọi là thủy động học hydraulic, cái dòng chảy trong cái ống nước hay dòng sông hay dòng máu. Thì cái trong cái dòng nước đó, nếu một cái dòng chảy bình thường, chảy rất là bình thường, nhưng khi nó đi vô cái ngóc quẹo, thì những cái dòng nước mà nằm ở gần cái bờ nó sẽ bị chậm lại, là vì do ma sát. Thì khi chậm lại thì nó tạo ra vòng xoáy, và khi tạo ra vòng xoáy như vậy thì nó tạo ra những cái injury, những cái thương tổn ở intima, là nội mạc, và từ đó nếu mà có cholesterol đọng lên thì nó sẽ thành ra một cái lesion. Đây là một cái hình rất là bình thường, thấy rất là nhiều. A1 là nhánh chính, A2 là nhánh phụ lớn, và A3 là nhánh phụ nhỏ. Thì cái vị trí của cái tổn thương, cái teo hẹp, nó sẽ nằm ở cái bờ ngoài của nhánh phụ nhỏ. Cái này là ai cũng biết hết. Mà đây là cái hình của cái osteo lesion của cái left circumflex, nhánh mũ, động mạch vành mũ. Và cái hình này nếu mình, nhiều khi mình làm angiogram thì mình thấy rằng là không có bị một cái narrowing nào hết. Nhưng mà thực ra nhìn chút kỹ, lúc nào cái bệnh nhân trung niên, lúc nào cũng có một cái lesion ở đây hết. Thế thì bây giờ đó, làm thế nào để mình giải thích được cái concept, cái quan niệm về flow, về recirculation, how turbulence. Cái kỳ vừa rồi tôi nói bài này ở bên Bệnh viện Thống Nhất của Hội Tim mạch Việt Nam ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thì có một số người không hiểu được. Tất nhiên mà bây giờ mình ở Huế, thì nếu mình ở Huế thì mình có thể hiểu được, thì mình nghĩ là mình phải hiểu được. Tại vì đây là một cái con sông Đào ở Huế rất là nổi tiếng, là vì ngày mưa, nước mùa mưa thì nước lại trong, là cái hình bên trái đó. Mặt trời nó đục là tại vì đây là mùa mưa, nhưng mà nước thì rất là trong là vì nước trên nguồn chảy xuống nhiều. Ở bên phải, cái hình bên phải đó là cái hình trời trên là nước màu xanh, và đây là có cây phượng, nó là hoa đỏ, tất nhiên là mùa hè. Mùa hè thì nó lại nước nó lại đục là vì ít nước, và lúc đó là đục thì nó nóng hơn thì có nhiều rêu hơn thì nó màu nó hơi vàng và xanh như vậy. Thế thì như vậy thì bây giờ hỏi rằng là trong cái đời sống thực, nếu mình nghĩ rằng là cái proximal segment của cái left circumflex nó có một cái nó hẹp lại, thì bây giờ cái dòng sông An Cựu đó, ở cái đầu dòng sông An Cựu, cái đầu dòng sông nó có hẹp hay không? Giờ tôi dở Google Maps. Đây là hình Google Maps của cái sông Hương. Và đây là cái sông An Cựu, nhìn rất là rõ. Và đây bên cạnh đó là có nhà hát sông Hương, có bảo tàng viện, rồi có bên đó. Thì giờ mình thấy đây. Giờ mình nhìn kỹ hơn nữa, magnify cái hình nó xuống. Đây là cái cửa đầu dòng sông An Cựu. Cái nhánh ở phía trên rất là rõ ràng là nó nhỏ hơn cái nhánh ở phía dưới. Cái mũi tên phía dưới là nó chỉ cái khúc dưới của sông An Cựu đó. Rõ ràng là cái khúc đầu mới vào là nhỏ hơn. Là vì nó bị cái mũi tên nó chỉ ra một dòng sông, mà trên dòng sông nó thấy có một cái bờ hơi vàng một cái sát bờ đó. Đó là cát đó. Cát nó bị phù sa, với lại cát nó chuyển về nó đọng ở đó. Và đó tạo ra là do cái turbulence, là cái flow nó chậm lại, và nó cát nó đọng lại ở đó. Và nó ta làm cho cái nó lật nhỏ lại cái đầu cửa đầu sông An Cựu. Đó là mình thấy là cách giải thích như vậy. Tại vì trong cái khi mà tôi dùng cái học về tim mạch bình thường và tim mạch can thiệp, dùng hydraulic, cái thủy động học để giải thích dòng sông, dòng máu, dòng chảy hay là nước chảy trong ống nước. Bây giờ mình qua cái trường hợp đó, chính vì vậy mình thấy rõ ràng là cái dòng sông, cửa sông An Cựu, nó cũng, cái đầu sông An Cựu nó giống như là cái entry, cái proximal segment của left circumflex. Bây giờ mình đi qua cái trường hợp 2. Trường hợp 2 này tôi có hai câu hỏi. Trường hợp 1 hồi nãy mình thấy là cái dòng máu, cái chỗ hẹp nó nằm ở đầu của cái side branch, tức là cái nhánh phụ. Trong khi cái này đó là cái chỗ hẹp nó lại nằm ở trước cái nhánh phụ. Nó là proximal to the PDA and PLB. Và câu hỏi số 2 là cái bệnh nhân này 11 năm mà không có một cái đau gì hết. Bệnh nhân này khám rất là đàng hoàng, bệnh nhân khám rất là đều đặn, cứ 3 tháng, 2 tháng là tới một lần khám. Thì trong vòng 11 năm không có bị gì hết.
ông ta có bị một cái bệnh rất là khó chữa, đó là bệnh huyết áp cao. Huyết áp cao của ông có thể 180, 190, nhưng mà ông ta lại có cái bệnh là hay bị chóng mặt. Nằm trên giường chỉ nằm nghiêng qua một bên hay là ta đã chóng mặt, chứ không cần phải đứng dậy. Thế nên vì vậy cho thuốc rất là khó, chữa bệnh rất là khó về vấn đề khi huyết áp cao. Và đặc điểm của ông ta này, làm việc hoàn toàn bình thường, ông ta là chủ một cái nhà in. Mỗi ngày tới làm việc, đi làm về đàng hoàng, không có nghỉ ngơi gì hết, không có gần trên 80 vẫn làm việc như thường và không có đau ngực. Cái tôi có thắc mắc hoài là tại sao một cái bệnh nhân có một cái narrowing như vậy mà không có đau ngực. Thế thì cái giải thích cái vấn đề này đó là nó là do tôi dùng cái phương pháp về đồng học. Đây là một cái ống nước, một cái thùng nước, a tank. Sau đó có một cái ống nước, a pipe. Và ở đằng xa của cái ống nước là một cái van nó đóng lại. Đó là cái hình A ở phía trên, hình giữa. Nếu bây giờ cái van nó đóng lại một cách đột ngột, thì dòng nước đang chảy tự nhiên phải khựng lại. Và cái nước, cái dòng chảy ở phía đằng đầu hết, nó sẽ đụng vào cái valve đó. Và nó dội ngược lại. Trong khi cái dòng nước ở phía trên vẫn từ từ đi xuống, không ngừng. Thì hai cái dòng, một cái dòng đi xuống và cái dòng ngược lại. Hai cái vòng đó va chạm nhau. Và cái chỗ va chạm đó gây ra tổn thương. Và từ tổn thương đó, cái cholesterol nó đọng lên và tạo ra cái lesion. Điều đó để giải thích cái lesion của cái chỗ đeo hẹp mà nằm ở trước cái nhánh phụ. Đây là mình thấy là cái đây là cũng là một cái artery. A1 là nhánh chính, A2 là nhánh phụ chính, và A3 là nhánh phụ nhỏ hơn. Thì thay vì chạy từ trên xuống dưới như cái hình trước thì bây giờ là chạy ngược lại, hai cái nhánh nhỏ nó hợp lưu lại, nó đẩy qua nhánh mới. Thì nếu nó làm như vậy thì cái chỗ teo hẹp nó sẽ nằm ở gần phía trước của hai cái nhánh đó, chứ không phải nằm trên cái nhánh đó như cái case số 1. Thì cách giải thích này đó là một cách giải thích tôi thấy là đặc biệt nhất. Thì bây giờ nếu như vậy thì cái dòng chảy nó phải đi ngược lại. Làm sao mình chứng minh là dòng chảy nó đi ngược lại từ A2 and A3. Đây là cái hình, năm cái hình liên tiếp nhau của cái bệnh nhân số 1 đó. Thế thì cái đây là mình thấy rằng là cái đầu tiên hết là cái màu đen đó là contrast nó đi tới. Và cái khi mà chụp xong rồi thì khi mà contrast đầy rồi thì mình ngưng lại để cho máu đi vào. Máu đi vào thì là cái màu máu nó hình màu trắng. Thì mình sẽ thấy là đây là cái hình, cái vùng máu nó đi vào. Đó, nó đang đi tới, nó đi qua cái nhánh PDA rồi. Máu đi tới tiếp, tới cái nhánh PLB. Tiếp nữa, đây là đang diastole, đang tâm trương thì máu nó đi vào. Nhưng khi bắt đầu tâm thu, systole, thì cái ventricle, cái tâm left ventricle, tâm thất trái, co up lại và nó đẩy máu ngược lại. Đây là nó đẩy máu ngược lại. Đẩy cái trong cái hình này là đẩy cái contrast ngược lại. Và cái chỗ nó đụng vào cái nhánh ở trên đi xuống là vào cái chỗ mà cái lesion của cái ông cụ đó. Đó thành ra mình thấy là nhưng mà cái retrograde flow nó ngắn thôi, nó không có dài. Trong trường hợp mình nó ngắn. Nếu trường hợp nó dài thì nó có thể gây ra tổn thương nhiều hơn. Chính vì vậy không phải người nào cũng bị hết. Thành ra vì vậy cái lý thuyết của tôi đó, cái hypothesis của tôi đó là cái dòng máu ngược lại từ hai cái nhánh PDA và PLB hợp lưu lại vô trong cái chỗ distal segment of the right coronary artery và tạo ra cái lesion đó. Thế thì bây giờ câu hỏi tôi hỏi tiếp theo là này. Bây giờ mình thấy như vậy nhưng mà ý nghĩa lâm sàng là cái gì? What is the clinical meaning of the retrograde flow from the PDA and PLB to the distal RCA? Chút nữa mình sẽ tới câu đó. Thế bây giờ mình đang ở Huế. Thế thì bây giờ tôi hỏi rằng là ở Huế có dòng sông nào có hợp lưu của hai nhánh? Đây là một cái hình rất đẹp. Đó là ngã Ba Tuần. Mình nhìn về phía Trường Sơn. Thì nhánh bên tay trái được gọi là Tả Trạch, và nhánh bên phải là Hữu Trạch. Và đây là cái hình này của bên của bằng Google Map. Nhìn từ trên đi xuống. Thì mình thấy cái bên hình này ngược lại là hình bên phải, cái nhánh bên tay phải đó là Tả Trạch, nhánh bên tay trái đó là Hữu Trạch. Mình hỏi câu rằng là
Như vậy là chỗ nào là bị xói mòn và chỗ nào là cái phù sa động lại. Thì rõ ràng là cái bên sông Hữu Trạch là cái vùng cái bên tây cái mũi tên nó là rõ ràng là nước nó bồi vô đó thì như vậy người ta mới trồng trọt được. Còn cái bên phải đó là cái làng Thủy Bằng đó là nó nằm ở trên một cái vùng như thế nào, tại sao người ta xây nhà được? Nếu mà người ta xây nhà một cái vùng mà năm nay thì là thủy nước nó tới nó cuốn cái bờ đi thì làm sao mà người ta xây nhà đều được? À, tại sao được? Lý do tại sao cái vùng này nó vững chắc như vậy và cái vùng bên tay trái nó lại là đất bồi nhiều hơn là vì cái vùng tự nhiên của cả hai cái vùng Thủy Bằng đó nó là vùng đất đá, thành ra vì vậy sông nó không có erode được. Thành ra vì vậy mà cái để giải thích tại sao cái vấn đề là cái flow nó chảy như thế nào, tại chỗ nào gây ra cái injury từ giờ cho cái bờ của nó hay là trong tim thì là nó trong phương động mạch đó là cái intima tạo ra cái lesion đó. Thế thì bây giờ đó hồi nãy tôi nói hai chuyện, thứ nhất là cái dòng chảy xuôi và cái dòng chảy ngược tạo ra hai cái narrowing, đó là hai cái lý thuyết mới. À, thì cái đó là nó là rất là mới, thành ra người ta đang viết bài để mà thông báo để mà lấy credit. Thế thì bây giờ hỏi là tại sao mình làm cái chuyện đó để làm gì? Thế thì bây giờ mình là interventional cardiologist. Thế thì bây giờ nếu mình có một cái bệnh, mình có một cái bệnh nhân mà bây giờ hỏi được là cái chỗ nào là nhiều lesion, thế thì bây giờ nếu khi mình sửa lại cái angle của nó, cái angle của nó là cái góc A đó, góc A càng nhỏ thì nó là càng nhiều cái turbulence. Thế tức là khi mình làm một cái angioplasty, mình thay đổi góc của nó thì nó, điều đó có được hay không, có nên hay không, có đúng hay không. Đây, ví dụ là tôi sẽ tới chuyện đó sẽ tiếp theo. Thế bây giờ hỏi cái là thế thì bây giờ mình nói rằng là cái góc này đó, cái chỗ mà cái góc của cái circumflex nó có nhiều ma sát là nó mới tạo ra cái turbulence thì mới tạo ra cái lesion. Thế thì bây giờ hỏi là khi mình làm tim mạch can thiệp thì để mà đẩy một cái stent đi ngang qua cái vùng của cái left circumflex đó nó hơi khó một chút, là tại sao? Tại sao là vì cái bờ của nó cứng, mà tại sao cái bờ nó cứng quá? Tại vì cái circumflex nó đi vào cái nằm ở rãnh giữa của cái left atrium và left ventricle. Mà cái rãnh giữa của left atrium và left ventricle thì gồm là cái gì? Thứ nhất đó là hai cái chỗ giao thoa của nối nhau của left atrium và left ventricle. Ở chỗ đó là cái mitral valve nó dính vào. Và ba cái chỗ đó lại đó, left atrium, left ventricle, mitral valve dính với nhau và có một cái vùng, có một cái chất là gọi là connective tissue nó nối cái chỗ đó lại, nối rất là dai và cứng để mà giữ vững lại cho chúng ta nó bị rách thì sao? Thì cái proximal segment of left circumflex nằm ở đó. Vì vậy mình thấy rõ ràng là cái arrow nó chỉ đó, đó là cái left circumflex đó. Thì chính vì vậy mà khi mình đặt cái stent mình đi vào cái chỗ đó hơi khó một chút để mà đi qua, nhất là cái bệnh nhân nó lại bị calcification là còn khó nữa. Thế thì nó để giải thích tại sao khi mình làm tim mạch can thiệp thì cái vấn đề mà cái vấn đề mà cái ma sát, cái cọ sát, cái friction due to at the proximal segment circumflex nó hơi khó một chút, nhưng mà đó là để nhìn nó được biết. Thì bây giờ hỏi rằng là khi mình làm tim mạch can thiệp thì mình thay đổi cái góc của cái bifurcation lesion. Ví dụ đây là trường hợp này là left main này. Xong rồi cái lesion rõ ràng là nằm ở proximal and osteo left LAD. Thì đây là cái lesion đó. Mà hỏi tại sao nó lại bị có một cái narrowing ở đó, cái chỗ hẹp ở đó. Vì nó bị cái ma sát và tạo ra cái lesion. Thì bây giờ khi mình mới đặt cái wire thôi thì mình đã làm góc thành là 45 độ. Chưa đặt stent gì hết, chưa balloon gì hết, mà chỉ có cái wire thôi, nó làm được đó. Thế giờ mình đặt cái stent, trông rất là đẹp, và rõ ràng là mình thay đổi 45 độ, từ 490 độ thành 45 độ, và rất là đẹp. Thế thì câu hỏi là, làm như vậy có đúng hay không? Bệnh nhân có thể sau này nó bị, họ bị cái restenosis hay không? Làm sao biết được? Thì bây giờ tôi đưa lại, để bắt đầu. Thì từ một cái phương pháp học của tôi là dùng cái gọi là thủy động học để mà dòng chảy đó. Giờ nó đi. Đường máu đường bụng trắng đi vào đó thì thấy ra rõ ràng là cái LAD nó có rất là nhiều cái chỗ mà cái contrast màu đen nó đọng lại. Thế thì bây giờ sau đó mình đặt cái stent thì nó đi vào nhạc nào rất là mau, rất là đẹp,
chính rất là mau là để cái lamina flow như vậy nó làm cho cái không có bị cái tổn thương sau này, không có turbulence, không có turbulence là không có bị cái lesion. Thế thì bây giờ hỏi rằng là cái câu này tiếp theo đó là hồi nãy tôi có nói cái vấn đề bác sĩ Phạm Nam Hùng nói là tôi có hỏi câu hỏi là bác sĩ nội khoa giỏi hơn chữa tim mạch hay là bác sĩ tim mạch can thiệp giỏi hơn. Bây giờ cái turbulence nó là do cái Renault formula, nó dùng có V là tốc độ, D là diameter, càng lớn thì là càng nhiều cái turbulence. Nếu bây giờ mình làm cái V, cái speed mà nó thấp xuống, cái diameter nó nhỏ lại thì nó sẽ bớt turbulence. Bớt turbulence thì bệnh nhân sẽ không có bị lesion. Tôi đưa cái ví dụ, đây là cái trường hợp này là tôi đặt cái stent cách đây 11 năm với ông, cái bọn ông bác sĩ bệnh, ông bác bệnh nhân khác. Đó, thì bây giờ cái size của cái gai đó là 2 chấm, đó là 6 French. Thì bây giờ cái artery của nó còn lớn hơn cả cái 6 French đó. Trong khi đó 11 năm sau, đây là cái catheter là 5 French. Đó là chỉ 1.6 diameter. Và cái artery nó cũng chừng đó. Thì với beta blocker, cái artery nó bị constrict lại, nó bị co hẹp lại. Làm như vậy thì không có bớt cái turbulence mà tạo ra. Chính vì vậy mà dù bác sĩ tim mạch can thiệp nói thế nào đi nữa, stenting không có prevents new myocardial infarction. Beta blocker do. Beta blockers do prevent acute myocardial infarction. Trường hợp thứ hai đó là đây là cái trường hợp 2011, cái RCA đặt cái stent vào. Lúc bây giờ mình thấy là cái flow của nó là trong vòng 4 hình, tức nghĩa là 24 seconds thì là cái chân nó chạy tới đây. Và 11 đến 2019 thì cũng chừng nó thời gian nó chỉ chạy tới đây thôi. Cái flow nó chậm lại. Cái flow chậm lại là less turbulence. Đó. Và cái thứ ba nữa là bệnh nhân có kiểu statin. Thì hợp cái statin nó prevent acute myocardial infarction gấp bao nhiêu lần cái stent của mình là. Cuối cùng lại, thì sau đây là cái câu trả lời là sau 11 năm chờ đợi, thì cái bệnh nhân này không có chest pain là vì hồi nãy mình thấy là cái bệnh nhân này cái flow nó đi từ cái ventricle do cái high blood pressure và những cái division vein more dilated they provide oxygen from the left ventricle directed to the myocardium. Chính vì vậy mà khi mà ông ta có một cái bệnh, có một cái lesion như vậy mà vẫn không bị đau ngực là vì phía trong trước của nó, một cái chỗ myocardium nó có máu đi từ cái trong cái deviation vein từ trong cái myocardium trong the left ventricle. Điều đó chứng tỏ rằng là một cái provocative idea đó là hypertension increases vascularization of the endomyocardium. Và đây là cái hình mà mình nói rằng là cái flow đi ngược lại đó. Thì khi đi ngược lại thì nó dùng cho nó tưới máu cho cái vùng myocardium. Summary của thứ nhất đó là cái dòng máu chảy thì xuôi thì cái lesion nó nằm ở cái outer curve of the side branch. Thì bây giờ mình muốn hiểu đó thì mình cứ nhìn cái dòng sông văn cữu, hỏi tại sao cái đầu dòng sông văn cữu này nhỏ hơn cái cuối dòng. Điểm thứ hai, nếu bây giờ là cái lesion nó nằm ở phía trước của cái side branch, mình coi đó là hai cái hợp lưu. Thì mình hỏi tại sao, muốn tìm hiểu tại sao, thì cứ nhìn cái dòng sông trên cái vùng ngã ba tuần đó, thì mình tìm hiểu tại sao thì mình sẽ hiểu được chuyện đó. Điểm thứ ba, đó là khi mình làm angioplasty, mình có quyền thay đổi cái góc của nó. Điểm thứ ba. Điểm thứ bốn, đó là beta blockers còn làm hay hơn bác sĩ tim mạch can thiệp trong việc preventing myocardial infarction. Điểm thứ năm, đó là cái giải quyết một cái, đây là cái điểm mới, đó là không phải là collateral như bác sĩ Hùng, ví dụ Minh Hùng nói, bác sĩ Minh Hùng nói chuyện khác, tôi nói chuyện khác, đó là cái sự nở ra của các division vein đi thẳng từ left ventricle đi vào cái artery và làm cho không có chest vein. Xin cảm ơn, thank you very much. Xin cảm ơn giáo sư Thạch Nguyễn rất nhiều. Cái bài báo cáo của giáo sư Thanh Nguyễn là nhấn mạnh đến các cái vấn đề hết sức là cơ bản về lý thuyết của cái thủy lực học và nó tạo nên cái tổn thương, nhưng mà cái ý nghĩa của nó thực sự là
ở lâm sàng chúng ta có thể đánh giá một cái tổn thương như thế nào, từ đó thì hình thành tổn thương như thế nào thì chúng ta sẽ có cái biện pháp điều trị mặc dù chỉ là cơ học thôi nhưng mà nó có hiệu quả hơn nếu đối với cái tổn thương và dự phòng những cái tình trạng tái hẹp sau này. Bây giờ chúng ta còn lại đúng 3 phút cho cái phiên này, thì đề nghị trong chủ tịch đoàn có ai đặt câu hỏi cho các báo cáo viên, đặc biệt là bài báo cáo của giáo sư Thạch Nguyên, thì chúng ta sẽ dành 3 phút còn lại để thảo luận. Còn lại những câu hỏi mà các thính giả gửi đến cho cái phiên này thì chúng tôi sẽ chuyển thẳng vào email cho các tác giả của các báo cáo, sau đó chúng ta sẽ trao đổi riêng. Xin mời. Xin mời Phó giáo sư Dũng. Vâng, tôi cũng xin tranh thủ tham luận trong một vài phút về cái bài báo cáo của anh Thạch Nguyễn. Thì thật sự chúng ta mà khi can thiệp cái tổn thương chia đôi mà chỗ thân chung thì chúng ta hay đánh giá là góc rồi kích thước mismatch giữa nhánh chính, nhánh bên v.v. Và từ cái đó mình đưa ra cái chiến lược điều trị, ví dụ như đi cây crush, kilot v.v. Tuy nhiên mà khi làm lâu rồi á, thì như vậy là tôi thấy rằng á, có một vài trường hợp mà với đặc điểm tổn thương giải phẫu như vậy thì chúng ta nên làm kỹ thuật đó. Còn những cái tình huống lưng chừng mà đối với cái người làm lâu thì làm kỹ thuật gì cũng được. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, như vậy khi chúng ta làm kỹ thuật hai stent và một stent chúng ta đi từ thân chung vào một nhánh, ví dụ đi từ thân chung vào LD hoặc là đi từ thân chung vào nhánh mũ, thì là chúng ta đã đụng chạm đến cái vấn đề của anh Thạch, tức là chúng ta đã uốn dòng. Tại vì đặc biệt là khi mà mình đi từ thân chung vào trong nhánh mũ, có một số tình huống với vì mismatch đường kính của Deadman nó bằng với LCX và chúng ta đặt cái stent đi từ thân chung vào mũ thì nó thuận lợi hơn. Thì như chúng ta đang uốn cái dòng nó từ một cái góc nhọn thành một cái góc đường thẳng. Hoặc là có những cái tình huống mà đi từ thân chung vào và nó chia hai ra, hai góc hai bên bằng nhau. Thì như vậy thì chúng ta có thể lựa chọn là đi từ thân chung vào LD cũng được, đi từ thân chung vào mũ cũng được. Thì mình sẽ rơi vào cái tình huống nếu mà mình có được cái lý thuyết của anh Thạch mà nó rõ ràng hơn. Tức là chúng ta khi chắc chắn rằng các bạn đặt cái stent từ Leftman vào một nhánh là cái nhánh đó nó sẽ trở nên thẳng hơn và cái góc nhọn nó sẽ đẩy về phía bên kia. Thì như vậy thì với cái lý thuyết đó và khi đến lúc mà chúng ta ứng dụng rõ ràng hơn thì trong những tình huống như vậy thì chúng ta lại có thêm một cái thông tin nữa để chúng ta chọn lựa rằng là cái stent chính đi từ Leftman vào trong cái mũ hoặc là LED trong cái tình huống mà đi vào cái nào cũng được, thì mình sẽ giúp cho cái dự hậu về lâu về dài nó có thêm một cái cơ sở, một cái mechanism mà dự phòng những cái tình huống tái hẹp. Thì đó là tôi xin comment thêm một cái ý mà từ cái bài của anh Thạch. Xin cảm ơn Phó giáo sư Dũng, xin cảm ơn tất cả các quý thầy đã trong chủ tịch đoàn đã hết sức đã thời gian cho các báo cáo, cho các cái thảo luận. Chúng tôi cũng rất tiếc là còn một số câu hỏi chưa trả lời trực tiếp được, thì xin chuyển đến trực tiếp đến báo cáo viên để trao đổi cá nhân về sau. Xin cảm ơn quý chủ tịch đoàn, cảm ơn tất cả các bạn đồng nghiệp đã theo dõi và xin ban tổ chức chuyển cho cái phiên kế tục. Xin cảm ơn.